mới đây, Trixie Phương Trinh chia sẻ loạt khoảnh khắc bên ca sĩ Phương Loan vợ của nghệ sĩ Chí Tài. Cùng ở Mỹ nên hai nữ ca sĩ có dịp hội ngộ. Trixie Phương Trinh viết, mỗi lần chụp hình với chị bé heo là ít khi có cái hình nào đứng ngay ngắn. Chị bắt tạo dáng đủ kiểu, những kiểu chụp hình rất ư là xì tinh mà không biết nguồn gốc nó đến từ đâu. Hỏi chị học mấy kiểu tạo dáng này ở đâu vậy? Chị cười trả lời, từ anh Tài chứ ở đâu. Đi với chị chỉ có vài giờ ngắn ngủi nhưng cảm xúc cứ vui buồn lẫn lộn. Vui vì chị rất hồn nhiên. Khi chị kể chuyện chị có thể làm bất cứ ai đang buồn cũng phải cười. Nhưng rồi cũng có những khoảnh khắc chị làm cho tim mình thót lại khi chị chia sẻ về anh Tài. Chị kể, có những hôm chị đi làm về, chị không lên lầu mà ngồi trên cầu thang, nhìn lên bàn thờ anh Tài rồi khóc một mình. Khóc xong tự an ủi mình là phải vui lên, không được khóc nữa. Nghe những tâm sự của đàn chị, Trixie Phương Trinh không khỏi ngậm ngùi. Không biết đến khi nào nỗi đau của chị mới nguôi ngoai nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục và mong sao chị được sống hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa, gia đình, bạn bè và fan hâm mộ. Thương chúc mọi người một ngày Chủ nhật thật nhiều hạnh phúc và bình yên. Trixie Phương Trinh đồng cảm với nỗi đau mất người thân với ca sĩ Phương Loan, bởi chính cô cũng vừa mất đi người em thân thiết, ca sĩ Phi Nhung. Trong lễ tang của Phi Nhung diễn ra tại Mỹ cách đây không lâu, bà xã Chí Tài xúc động nói, hôm nay đến đây nhưng bé heo vẫn run lắm vì hình ảnh người thân ra đi liên tiếp như vậy cũng sợ lắm. Hôm nay, bé heo đại diện cho anh Chí Tài dù là anh đi rồi. Anh Tài là người thương Phi Nhung, khi nào Phi Nhung yêu cầu anh Tài đàn hay hát bè là anh luôn sẵn sàng. Giấc mơ cánh cò, người ô thương nhớ nay đã bay về nơi rất yên bình, không lo âu, không suy nghĩ và sẽ được ngủ nhiều như anh Tài vậy. Phi Nhung ơi, chị bé heo rất thương em, nhớ hoài những món quà em gửi cho chị. Đặc biệt, Phi Nhung lúc nào cũng gửi tặng chị những chú heo bằng gỗ mun thật đẹp. Thương Phi Nhung lắm, chúc em ngủ ngon và anh Tài sẽ đàn hát mỗi ngày với em. Yêu em. Về phía Trixie Phương Trinh, cô là người phát hiện ra giọng hát của Phi Nhung cách đây 31 năm. Cũng chính cô là người giúp đỡ, hỗ trợ Phi Nhung rất nhiều trong sự nghiệp,